Xin chào các bác, em lên sóng con nồi chiên không dầu Philips, một cái con nồi, cái chất nồi nó còn rất là mới các bác nhé, gần như chắc là bên Nhật họ chỉ dùng được một vài lần thôi. Tình trạng bên ngoài, hình thức các thứ nó rất là đẹp. Philips là cái dòng mà nó là VIP nhất trong dòng nồi chiên không dầu rồi. Đấy, hiện tại thì những cái chiếc nồi chiên không dầu này, khi mà các bác mua hàng chính hãng nhé, chính hãng của Philips nhé, đấy, là nó có giá rơi khoảng xấp xỉ 6 triệu. Hàng liên doanh của Việt Nam mình đấy. Còn hàng Nhật này thì bên Nhật thì họ bán bao nhiêu thì em không nắm được giá. Còn đối với hàng Philips này thì nó chất lượng là tốt nhất rồi. Giá em bán con này là 2 triệu nhé, điện 100V. Đây là cái dòng mà dùng phím cảm ứng, rất là dễ dùng thôi. Ở đây các bác có nhìn là báo 180 độ C này, mình dùng này có thể tăng giảm nhiệt độ nhé. Mình cài đặt. Đấy, các bác muốn chỉnh thời gian đây, chuyển sang này, bao nhiêu phút. Đấy thôi, rất là dễ dùng, ai cũng dùng được. Đấy đó, ví dụ mình chạy 5 phút, bấm đây. Đấy, là nó bắt đầu chạy. Đấy, đang chạy vù bên trong rồi. Tắt. Con này siêu mới luôn các bác. Này, ruột như mới luôn nhé, gần như chưa dùng luôn. Đấy, như mới. Này cũng như mới luôn này, các bác này. Lòng ruột như mới luôn, may so mới luôn. Đấy, vừa bật cái mà tay sờ đây là ấm ấm ngay rồi các bác. Như mới luôn. Nhiều bác hỏi là kích thước của nó như thế nào. Thì cái này kích thước của nó, cái lòng này, đây các bác nhìn, chưa bằng một găng tay nhá. Chiều cao nó vào khoảng 8-9cm. Chiều này đây, chắc là khoảng 18cm. Riêng về nồi chiên không dầu của Nhật thì họ không làm để nướng con gà như nhiều bác Việt Nam mình hỏi đâu ạ. Họ chỉ nướng những miếng thịt hoặc là những cái đồ vừa phải, nướng cá đấy, hay là rán cá, rán đậu, hâm nóng thức ăn, những món mà các bác dùng đến nhiệt, tất cả các món đều dùng được, nhưng mà ở mức vừa phải, một miếng vài lạng. Chứ còn cả một con gà 2 cân, nhiều bác hỏi là nhét được vào không thì nó không nhét được đâu nhé. Đấy, họ làm vừa đủ ăn thôi ạ. Chứ còn gà 2 cân ấy, thì các bác phải chơi cái lò nướng to như cái gần bằng cái này. Đấy, nó phải to như những cái lò vi sóng to ấy. Đấy, thì các bác mới dùng được. Còn đây nó chỉ là mình nướng những miếng thịt, củ khoai, củ sắn hay là nấu ăn bình thường cho gia đình 4-5 người thôi. Đấy, còn bác nào mà mục đích mua để nướng gà thì không dùng được đâu ạ. Cái này là nó dùng hàng nấu ăn hàng ngày nhé. Các bác phải lưu ý là nấu ăn hàng ngày các món ăn. Hàng ngày khi mà các bác làm món gì mà liên quan đến phải chiên, rán thì các bác thay vì dùng mỡ thì các bác dùng với cái này. Thì không phải dùng dầu mỡ gì, không bị bắn bẩn cho phòng gian bếp, không bị mùi nhiều, sạch sẽ, không phải đảo. Đấy, nấu các món vừa phải, một miếng thịt các bác cho vào đây. Thì em nghĩ một miếng thịt nửa cân các bác nướng vào đây thoải mái luôn. Đấy, gia đình ăn thoải mái. Chứ còn bảo là một con gà hay là một con gà thì các bác tính xem cái cánh của nó, cái đường thân của nó ra đây thì nó hết cả cái nồi rồi, đúng không ạ? Con nồi Philips rất là đẹp nhé, các bác là chốt alo em, giá 2 triệu, bảo hành 1 năm, điện 100V nguyên bản, chưa có phí vận chuyển, chưa có biến áp ạ. Chào các bác. Đó, hai số giao dịch bên em nhé, các bác xem kênh YouTube cho em xin một cái đăng ký kênh và cái like ạ. Cảm ơn các bác.